Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái tweak CDA. Tweak này có mang tên là Status Fake. Đây là một cái tweak khá là thú vị khi các bạn đang chơi game Vivu mà không biết thời gian hoặc là tin nhắn thì chúng ta có thể check được. Chúng ta sẽ vào phần tùy chỉnh tweak. Thì vào phần tùy chỉnh tweak khá đơn giản thôi. Đây, chỉ có nút Amber hay là chọn các style. Đấy, có 3 style chính, các bạn có thể thích màu gì chọn, mình đang chọn style này rồi. Ngoài ra thì còn cái round corner này là để làm cho cái status chúng ta nó có hình tròn, trông nó hay ho hơn. Để mình bắt đầu vào thử. Ví dụ các bạn đang ngồi chơi game 2018 chẳng hạn. Đấy, ngồi chơi khá là nghiền, lâu vãi, không biết là chơi được đến bao lâu rồi. Thì chúng ta có thể kéo nhẹ xuống đây. Các bạn có thể thấy status các thể loại trên này, lượng pin hay là sóng wifi các kiểu. Và mình sẽ thử cái phần row corner này nó như thế nào. Đấy, chúng ta sẽ xem thử nó như nào. Đây, như các bạn được thấy thì nó sẽ cái viền của chúng ta nó tròn tròn, trông nó thú vị hơn. Đấy, ngoài ra thì trong tweak này còn có số tùy chỉnh khác, như kiểu các bạn có thể share lên Facebook hay là email các kiểu. Và có thể chọn là button bar là để bên dưới cũng có thể hiện lên được. Tweak này đơn giản thế thôi. Để cài đặt tweak này thì các bạn cần thiết là máy phải iOS 7 đã Jailbreak và cài đặt trên CDR.vn. Phần giới thiệu tweak của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.